Mình Này, nay gì? Đối nghĩa với nay là gì? Trong, nay là trong thì ngoài là gì? Bên ngoài là gì? Why? Why? Ừ, con nhớ nhá. Đây, này này. Đây là này nhá. Đây là why. Được Why? rồi, ok. Cảm ơn Bảo Hân nhá. Hải Anh nào. Anh đọc bài nào Hải Anh. Ủa, Hải Anh ơi. Hải Anh không mở mic à? Con được chưa? Mẹ Vậy, được rồi, ok nào. con nhìn ngày mai con cứ Cô ơi, cho cô nghe được. được Ừ, cô nghe được rồi. các nghìn tiền của con Tao. đưa cho. Đúng rồi. Con ơi, Loan mở mở nhỏ mic thôi. Gây ồn. Chữ gì đây? À, chữ này là cụm từ mới nhá, không có nghĩa đâu nhá. Gì đây? Nhanh gì? Nhanh là gì? Hải Anh lại out mất rồi. À, hôm nay Hoàng nghỉ này, Đăng Dương thì vào muộn này. Thế là chỉ có ba người chúng mình là đúng rồi. Ok. Nào, Khánh Loan đọc giúp cho chị nào. Khoai khoai chậu Dậu, âm đầu lưỡi, dậu. chậu chậu Đúng rồi. man xiao shi cùng cùng chi chưa Cùng cùng chỉ chưa yuan công sư lý chiêu cảng nhanh như này nó rất là sướng. Hân ngồi Hân nhẩm theo nha, như Hân nha. giáo sư Giáo sư. giáo sư Cung. em chưa nhìn thấy màn hình của cô. Thế là Cung bị. chim. Ừ. Nó không ra ngay à, nó không lốt nhanh à. Vâng, tả lán chiếu. Miên chéo. Khảo chư. Giáng râu. Giáng râu. Giáng râu. Ừ. Chi xính khưa Tự hành xe. chưa chưa xính khưa Đây. người ta quên chưa xính khưa Đây. mẫn Ừ. ngoại cái chữ này là chữ gì nhỉ Chị chưa dậy. Này. Này là ở trong. Khứa này. Trong chữ khứa này từ này. À, này, 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 Ừ. này. Tao. Khoai, khoai cua chẩu. Ừ, khoai Khoai cua cua chẩu. chẩu. Rồi, ok. Bây giờ mình chuyển sang màn hình để chữa bài cho Loan nhé. Loan viết có vẻ rất là tốt. Nay mới học xin phép vào muộn một chút. Thế là em chưa chụp rồi em lại quay À, em quay á. đọc có bị sai không chị?
Ôi chị chưa có thời gian xem. À, hôm nay mới gửi. Hôm nay 1 giờ chiều mới gửi, làm sao chị xem kịp được. Hôm nay là đúng là mấy giờ nhỉ? À, sáng nay nhỉ, 9 giờ sáng nay. Ừ nhưng Đây. mà 9 giờ chủ nhật chị rất là bận vì chị có nhiều ca vào chủ nhật nhé. Thứ bảy thì chị rảnh hơn, nếu mà gửi vào thứ bảy thì chiều thứ bảy chị xem được. Máy nhà Hải Anh hôm nay cũng hơi trục trặc. Mạng không vào được. Ok. Hôm nay cũng Quỳnh thì Quỳnh bảo là em dạo này em bận công việc, thế là em lại xin nghỉ. Ok. Loan gửi lại chụp màn hình đi, xong rồi chị chữa luôn nào. Chụp luôn bây giờ cũng được mà. Trong lúc mà chờ Hải Anh đọc lại nhá. Hải Anh mạng nhà Hải Anh. Quá vừa bị ao ra cô ạ. Nào, con đọc lại nào. Hải Anh đọc được chưa? Con không thấy hình cô. Oh my god. Mất. Lại mất rồi à? Thế làm thế nào bây giờ? Hôm nay mẹ có nhà không? Tìm được sự trợ giúp của bố mẹ. Khoai. Đúng rồi. Khoai, cua, dậu. Đúng rồi. Màn. Xẻo. Cùng chi. Cũng cũng chỉ chưa. Cùng cùng Chỉ chưa. nguyện Yuan. Yuan. nguyện Rồi. cung sư Công sư. Nào, chữ gì đây? Của xuế xeo lý côn lý sư. Đúng rồi, lý. lý Thôi bây giờ không đọc nữa, coi Hải Anh đọc là gì nhỉ? Đặt câu về chữ này đi. Đặt câu về chi chữ chi thẳng. Ừ, đặt câu về chi thẳng được không? Chi thẳng. Ôi được rồi, thôi đọc nhá. Đọc vậy. Giáo sư. Cung chim. Tả lán chiếu. Miên thiếu. Khảo chư. Giáng râu. Dư xính chưa? Mẫn. Đây là lên sân 6 thì mình nhớ tốt thật. Why? Này. Đây, đây trong chữ khứa này là Hà Nội nhá. Tao. Khoai, cua, dậu, Đúng rồi. man, xẻo sứ, cùng cùng chi chưa, Xa là gì? duyện Đúng rồi, Yuan. Hỏi đến đây nhỉ? Vừa nãy là có hỏi đến đây nhỉ? à.
Công sư. Cung sư. Công sư. Rồi, ok, chúng mình sang chữ bài của cô Loan nhé. Của bạn Loan nha. Đi. Nào, con đọc bài nhá. Con đọc bài nào. Chờ chị đi căng tâm màn hình ra. Được rồi. Như này Làm dễ nhìn không? Có đọc hình được gì không? em Không đang bị xem được nhờ. ở đây Mọi người nhìn có bị bé không? Chị à. phóng to thêm nhá. Như này nhìn có dễ hơn không? Rồi. À, ok. Ta chắc hảo, của sư đoán, xin nhà sang sự chịu suy, của chế quan lợi, của hiểu sang cơ khái tự, của mẹ thiên ưu tiện chịu khoáng, chỉ choáng nghỉ khâu, chiêu chua chảo phan, dán khâu của chào khái tự, của chào khẩn tua, tăng sư tham mến khái mấy, chịu khoáng, tham mến suy, chào suy tứ tạo, liêu tiện 15 phân trung chiêu chỉ khoáng. Chào phan nghỉ khâu, trang phụ xung tham mấn chuy xuế xeo. Ủa dễ truy cung sư cung chua. Ủa cha lý cung sư bù tha yuán. Chứ, chứ yếu ba cung lý. Yếu sứ khâu, ủa khai trưa, yếu sứ khâu. Cho lên. Yếu sứ khâu, ủa khai Yếu sứ khâu ủa khai trưa, yếu sứ khâu ủa dí múa thua trưa. Khai trưa bù khoai, in quay lưu sang yếu khẩn tua trưa, tráng tráng tủ sửa. Ủa sang cơ yuê, chiêu chia chỉ cơ xin, củ cơ, khu cơ, Cổ sủi, cửa. khu cơ, khu cơ. Sở dĩ tôi muốn học tiếng Hàn ngữ, tôi hy vọng học tốt chiêu cùng họ nói một chút. Hiện tại tôi học không ổn, tôi vẫn chưa nói Rồi, một bài viết như này là cũng rất là tốt. Một bài viết này cũng rất là tốt. Ok, tự nhiên lại bắt nè. Chờ một chút nha. À, mình có xem được không? Rồi, bây giờ mình chữa nhá. Ok. Ta cha hảo của treo trình loạn. Của treo trình của loạn. ủa con ghét rồi em quên Của mất tên. treo. Của treo cũng được. Của sư cũng được. Chín nén triệu. Sang sử chiều xây của chiều khuân lợ của hiểu sang cơ khái tử của mấy thiên ủ tiến chỉ choáng ý hậu của chiều chua phạn à, chỗ này kiểu không có chủ ngữ ý. Chỗ này mình thêm cái ủa vào nhá à, Thì chỉ sao? choáng ý hậu của chiều chua chảo phạn sáng hậu của treo khái tử treo xỉn khái tử nhá treo xỉn khái tử chữ xỉn này Chào. treo xỉn là gọi nó dậy đấy à, để chờ thì chờ chờ chị xem lại chữ xỉn là có bộ khẩu với cả chữ tinh treo xỉn à bộ không bộ 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 chiều nhá treo xỉn chữ xỉn là có bộ chiều chắc là tỉnh rượu trong chữ tỉnh rượu có chữ Tỉnh là chiều này vậy yeah. Chelsea nói treo xỉn là gọi nó dậy hoặc là treo treo tham bằng chỉ choáng cũng được nhá vậy. à, treo khái sự chỉ choáng đi thêm cái câu chỗ này dễ hơn sáng hậu của treo khái sự chỉ choáng tôi gọi bọn trẻ dậy đúng không chỉ choáng mình biết chưa nhỉ chỉ choáng là ủa chí tiền chỉ choáng ấy là gì là dậy đây get up đây nào các bạn ghi câu này vào cho cô nhá chỉ choáng sáng hậu của treo khái sư chỉ choáng là dậy nha ủa treo khẩn tua tan sư tham bằng khái mấy chỉ choáng
À, có chỗ này bị lặp đúng không? Ủa treo khẩn tua tan sử tha mà dễ máy chỉ thoáng. Dễ máy chỉ thoáng. Dễ cũng gọi rất là nhiều mà bọn nó vẫn chưa dậy đúng không? Về mấy á? Khái mấy thì là chưa dậy nhưng mà nó không hay bằng gọi rất nhiều mà chúng nó cũng không chịu dậy nha. Dễ máy chỉ thoáng. Tha mà xuây. Chẹo. Tha mà xuây. Chữ xuây này trông hơi lạ nhỉ. Chữ xuây này đây là nét phẩy này đúng không? Hay là em viết nét ngang vậy? Nếu viết nét ngang thì xem lại nhá. Đấy là nét phẩy nhá. Đây đúng không? Đây là chắc là em thị thiếu nét rồi. Em nhìn lại chữ xuây này nhá. Xuây chẹo. Xuây tàu. Xuây Cái tớ. Xuây tàu thôi. Xuây tớ. Xuây tàu. tao Tha mà xuây chẹo. Xuây tàu. Em ý em nói là nó rất là muộn đúng không? Đến tận 6 giờ 10 đúng không? Tha mà xuây chẹo. Xuây tàu. Liêu tiện sứ phân. Chiêu chỉ thoáng. Chào sang chào phan ý khẩu trang phụ sung tha mà truy xuế xẹo bố nhà truy công sư công chuộng của cha lý công sư bú thai. Chữ thai này là chữ thai là chữ ta và có dấu chấm ở trong nhá. em quên quên mất. Mình xóa đi. Của cha lý công sư bú thai uyển. Chữ uyển này chị chữa rồi đúng không? Chữ yểu ba công lý, yểu sứ khâu của khai trưa, yểu sứ khâu của chí múa thua trưa, khai trưa bú khoải, nhưng quay lô sang, yếu khẩn tua trưa, tráng tráng tủ sượng. Tủ sai là tủ xưa nhỉ? Tủ xưa, tủ xưa. À, tủ sai. Tắc đường là tủ sai là tủ xưa nhỉ? À, chữ này là chữ xưa, có biết có âm đọc khác là sai không? Bài Tủ tủ. Em bài tua lại xem nhé. Để chị bài bài tua lại. Những cái mà mình nghi ngờ thì mình nên tra lại cho chắc chắn ấy. Tua sai. Tủ xưa. Ừ, tủ xưa đấy. Nó là tủ xưa. À đây này, ở người Trung Quốc cũng hỏi là nó là tủ xưa hay là tủ sai đấy. Là tủ xưa nhá, người Trung Quốc cũng hỏi. Tại vì nó có lúc đọc là tủ sai nhá. Tủ xưa. À. Yên ngoài lô sang yếu hẳn tua, tủ xưa. Ủa sang cơ yuệ chiều chia chỉ cờ xin cu cửa. À, em nói rõ là ví dụ như là khách Trung Quốc ấy thì nó sẽ hay hơn. Trung Quốc cu cửa. Ủa sang cơ yuệ chiều chia chỉ cờ xin tờ xin Trung của cu cửa thì nó nói rõ hơn là cái việc em học tiếng Trung Quốc đúng không?所以我要学习汉语，我希望chữ xin này trông nó lạ lắm. Chữ xin như này chứ đúng không? Xong rồi có bộ cân ở dưới. Nó không có cái ngang ngang này ấy. Của si wang xuế khảo chiêu cân tham mà chiêu cân tham mà xua tiả xua tiả ở đây đúng không? Của si wang xuế khảo chiêu cân chưa có thể cân tham mà léo theo mày chưa học từ léo theo nhỉ thôi xua y tiả chiêu cân tham mà léo y tiả hiện tại 我学不怎么样，我还没说多，说的多，chỗ này lên có thêm chữ xua tờ tua nhé. Hai mấy Được xua tờ tua, chưa nói được nhiều. Xua tờ tua. Chỗ này là chữ tớ nhá. chưa? Xua tờ tua hoặc là gì? Xua tờ xảo. Xua tờ xảo. Chỗ này đọc là tờ. Xua tờ tua, xua tờ xảo. Các bạn chưa học các bạn ghi vào nhá xua tờ tua nói nhiều ta xua tờ tua ta xua tờ tua Ta sụt từ tua, ta hãy mấy sụt từ tua. xua tờ tua
Thực ra thì trong việc làm ăn thì mình nói là thán, thán sơ nhị. Người ta hay dùng từ thán. Thán Tùy căn tham bằng thán khoa thì hay hơn. thán khoa Ừ, em biết từ thán khoa không? nghe quen quen chị nhỉ. Thán, để chị chờ chị search lại cái chữ thán khoa này nhá. Thán sơ nhị, thường hay người ta dùng từ thán sơ nhị là chỉ việc làm ăn đấy. Thán sơ nhị, tại vì em là làm về việc kinh doanh đúng không, thì là mình sẽ làm việc về đàm phán rồi thán sơ nhị. Đúng rồi, chị biết đúng rồi. Wow, mình biết đúng rồi. Án à, của si quang xuế khảo chiêu khởi ý cân tha mẩn thán Chiêu họa chiêu khởi ý nhá, thêm cái chữ khởi ý vào cho nó uyển chuyển. chiêu cưới Chữ khởi ý có thể nhá, các bạn chưa học có thể ghi vào giúp cô chữ khởi ý nha. Khởi ý là có thể làm một cái gì đó. có gì cân tham mến tán số khoa Thán họa cân tha tán mẩn, bỏ chữ xua này đi, dùng từ thán thán họa. tán khoa. Hiện tại, tôi xuyên bút sử mấy ạ. Tôi thấy mấy nắng xua tờ tua. Mày lớn léo tờ tua. Mày lớn thán họa thán tờ tua. Nhưng mà trong câu này thì lại được này. Tôi thấy muốn mấy xua tờ tua. Chưa nói được nhiều. Thế này là tốt rồi đúng không? Học như này tốt quá rồi. HSK4 thực ra dễ lắm mọi người ạ, các bạn ạ, tại vì cô đang luyện thi cho một bạn HSK4 chưa đến đoạn văn đâu. HSK4 còn chưa đến viết đoạn văn mà chỉ mới viết lại nhìn tranh xong rồi viết lại câu thôi, mà lớp mình ngày nào đi học cũng viết lại câu. Nên là đi thi rất là có lợi, là điểm mình chắc là sẽ tốt đấy. Ok, mình kiên trì học nhá. Thế này là rất là tốt rồi. Em sửa lại nhá. Em sửa lại viết đẹp vào trinh loán, chữ trinh của em mà chữ trinh của em là có chữ quảng này là khánh đúng không, rồi có chữ tạ, chữ này dễ nhớ mà. Xin loán. Trinh Xin loán. trinh loán đó, được rồi, các bạn còn lại thấy không? Mình có thể vận dụng các kiến thức để đọc. Thực ra Loan đang muốn kiểu là ôn lại những kiến thức, kể về một ngày đi làm, là Loan kể từ lúc dậy đến lúc đi làm. Và mở rộng luôn cả cái ý là tôi muốn học ngoại ngữ và đó. Nhưng mà cũng là rất là hợp lý thôi đúng không? Tại vì cô bảo là kể về một ngày đi làm của bạn thì đúng là kể luôn từ lúc dậy. Thấy cũng được mà. Bài này rất là tốt nhá. Rất là tốt, với cả chữ của Loan cũng đẹp nữa. Ok, chúc mừng em. Cố lên nhá. Câu chữa bài của ấy nhá. Các bạn học từ Easy Step to Chinese thấy viết và văn có vẻ tốt nhỉ? Hay là tại vì Loan có cả cũng có học từ trước nữa? Học từ trước là học em học vớ vẩn em học Thế chị cảm giác các bạn mà học quyển Easy Step to Chinese viết hay, viết tốt nhỉ? Nào, của cha lý xuế xiao chầu lù ủ phân trung xiên dài, chữ xiên này không có cái đầu này nhá. Xiên dài ỷ trinh liêu tiền lợ của khái chạy treo sư xuế xí nào, yên quê mình thiên của nhiều khảo sư xin thiên của yao khảo khao chuẩn bị. Hãy anh vận dụng tốt bài buổi trước nha. Và thêm một bài ý của buổi ngày hôm nay nữa. Đúng không? Anh vận dụng chiều bài chiều chiều đi công sư xuế của gia lý công sư chầu lụ 15 phút. lưu phân Thực chung ra thì câu này nó hơi ngược, của gia lý xuế xiệu 50 phút chầu lụ thì nghe có vẻ hợp với cả cái văn phong của người Trung Quốc hơn nhá. Tại vì mình học là lý xuế xiệu tua tráng công lý tua tráng thời gian đúng không? Cái công thức của mình là gì lý này? Đây lý đây đúng không? Tự nhiên quên chữ lý viết như nào. Đây, đúng rồi. Như này. Lý A lý B đúng không? A này, lý B này. Xong rồi có gì? Bao nhiêu km đúng không? Và bao nhiêu thời gian đúng không? Bao nhiêu công lý?
bao nhiêu sự chen đúng không? Đấy, công thức là như thế nên mình sẽ nói là ở cha lý xuế xảo ủ phân trung sở lụ, rất là gần đúng không? Thế thì mình nếu mà mình viết văn ý để cho nó hay thì mình sẽ viết là ủa cha lý xuế xảo khẩn chỉnh sở lụ chữ hiểu ủ phân trung. Như thế thì thành thành ra một câu phức ấy, một câu phức diễn giải ý ra thì vừa được thầy cô chấm điểm cao hơn, tại vì từ một câu đơn chuyển thành câu phức là chứng tỏ trình độ của bạn cao hơn rồi đúng không, và ý nó cũng rõ ra. Nhưng mà câu này nếu mà sử dụng được như này cũng hay nhá, của Cha cha lý lý xuế xào ủ phân trung chẩu lụ thì cũng hay nhá. văn trung đầu lưu trên Nhưng sao mà nó chả liên quan, nó hai hai cái câu này nó về mặt logic nó không tương đồng nhau. Cô bảo kể chuyện đi học mà lại tự nhiên lại 6 giờ ở phòng học như kiểu là 6 giờ tối ấy. chàng trai Hải ý Hải sao Anh, Hải à. Anh về tư duy của bài viết này là nó không logic Hải Anh ạ. Vâng ạ. Ví dụ như kể là kể chuyện là gì, kể như là Loan cũng rất là hay, các bạn có thể dựa vào bài đấy để viết bài cho mình, hoặc là mình nếu mà như thế thì em kể chuyện là xin dài liều tiền uối ỷ trinh tao xế xào là đúng không, bây giờ là 6 giờ không, nhưng mà 6 giờ cũng không hợp lý. Con có thể nói là mấy giờ con bắt đầu đi học ý, xong rồi mấy giờ con đến trường đấy. Xong rồi con nói là, nhưng mà con sẽ dùng là xin dài liều tiền bàn uối ỷ trinh tao xế xào là in huê mì in huê chín thiên yếu khảo sư số ỷ chín thiên ủa yào chuẩn bê hào hào chuẩn bị, ý là gì, bây giờ 6 rưỡi con đã đến trường rồi đúng không, bởi vì hôm nay có thi cho nên con đến sớm để chuẩn bị đấy. Thì bài văn của con rất là hay, thầy cô chỉ cần sửa nhá, xin dài liều tiền xin dài khái liều tiền, chỉ cần đổi ý một chút là thành câu thành một bài hay nhá. Chữ này bỏ cái này đi nha, xin dài khái liều tiền ủa ỷ trinh tại treo sư ủa ỷ trinh, chữ ỷ trinh mình học rồi đúng không, chữ ỷ trinh mình học chưa nhỉ. Rồi chị học rồi ạ. Ủa ỷ trinh tại treo sư xuế xí nè, in way, nhưng mà con nói là chín thiên, chín thiên yếu khảo sư, in way chín thiên yếu khảo sư suối ỷ xiên tại in way thì mình có suối ỷ, suối ỷ xiên tại xiên tại ủa yào hào hào chuẩn bị đấy. Thế là bài văn của Hải Anh hợp lý và logic rồi đúng không? Con có thể thêm thêm thông tin gì gì như là Loan làm đấy để mở rộng cái ý văn của mình. Còn như này cũng là được điểm rồi, của cha lý xuế xào ủ phân trung sở lộ. Đổi vế cho nhau, xin sai khái liều tiện, bỏ cái lơ nhá, xin sai khái liều tiện ý là bây giờ vẫn sớm nhá, xin sai khái liều tiện của ỷ trinh tại treo sư xuế xí nợ, in huê chín thiên yếu khảo sư số ỷ xiên tại ủa yào khảo khao chuẩn bị, được không nào Bảo Hân? Hải Anh. Dạ vâng ạ. Con chép lại bài nhá và mở rộng ý ra để gửi lại cô nhá. Còn Bảo Hân cũng Dạ gửi ạ. bài nhưng mà Bảo Hân viết chống đối à? À Hay sao? không, con đọc đề bài, con đọc bài tập cô gửi, con đọc thành biết câu, con đọc thiếu mất chữ chuyện. Hích hích hích. Thôi được Để rồi. Thế này con thì làm lại gửi cô. thế được rồi nhá. Ok. Là xin sai của Man Châu chi suy đi chỉ khơ nào, đi chỉ khơ quần nào, chủ thêm của Man Xuế tao nào cơ khơ quần là Khư vấn tôi ba đi xem thi à, trai khơ để sang khư vấn đi san khơ quần. đi sang khư vấn. Họ, nào我们现在开始吧。等老师一下，老师分享
Sơn Nhiên. Sấy bang là sư tù ý dạ. Bà xin. Bang là sư tù ý dạ. Chị xem mình đi chị, vấn đề Chưa xem vấn màn hình à? đề Ok. Nào một phân xử nghĩ dạ. Hảo là mà. Khan chen là mà. không chào nào. Hảo. Bảo xin bác lão sư tù ý dạ. Lùi tự tự. Nì tự tự chơ ở chơ lì cung sư gần mà nì Đây là chữ gì nhỉ? Ngồi là gì? Ngồi là gì nhỉ? Chùa. Chùa chùa cung cung thi chùa ở giao tua ở Tháng. tráng chú nó à Sử chú chiên. chú chiên quay chuyển ma pu 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 thai chưa Khai车去公司。pu thai chưa chỉ cung sư Nghĩ đó chuẩn ma chi cung sư Rồi, ok. Nào, chúng mình nghe và trả lời câu hỏi này nhé. Nủy tờ lý. À, nủy tờ. Tờ cha. Nủy tờ là gì? Cái bạn nữ đấy nhá. thì Tờ sao cha là nhà của bạn nữ nhá. Nủy tờ tờ cha. Lý công sư yuan ma. Chùa cung cung chi chưa yào tua tráng sử chiên. À, nghỉ ngồi xe gì? Ngồi xe buýt tết mất bao nhiêu thời gian đúng không? chưa chứ cũng sự nghỉ Nữ tớ vì sao mà không khai xe đi công ty? Nữ tớ làm sao đi công ty? Đây là chính là cái bài mà dựa vào đây mà cô muốn các bạn viết bài văn đấy. Nếu các bạn đọc bài này là ổn đấy. Nhưng mà ý của đây cũng đơn giản thôi nha. 你家离公司远吗？很远，坐公共汽车要1个多小时呢。坐公共汽车太慢了，你怎么不开车？开车也不快，路上车太多了。New words。明天来呀。你家离公司远吗？很远，坐公共汽车要1个多小时呢。坐公共汽车太慢了。你怎么不开车？开车也不快，路上车太多了。New words。女的你家家离公离公司司远远吗？吗？这阮同学，女的家离公司远吗？他的家离公司很远。好，宝鑫，坐公共汽车要多长时间？坐公共汽车要1个多小时呢。好，谢谢。海英，女的为什么不开车去公司？开车也不快。还有吗？为什么路开上，车？路上车太多了。女的怎么去公司？女的怎么去公司呢？那你连工地忙几呀？公共汽车。对，好，金软同学，女的为什么不开车去公司？
女的怎么去公司？女的，因为女的，女的不开车，因为开车也不快，路上车太多了。他坐公共汽车，就。他是坐公共汽车去公司的。Mình nhấn mạnh thêm giúp cô nhé. Ta是坐公共汽车去公司的。公司的，把它念lại cho cô nào. 他是做公共汽车去公司的。坐公共汽车，遥控器的，是的。他他是是坐公共汽车去公司的。大师做公共汽车去公司的。来，念来，cho cô 啊。他是坐公共汽车去公司的。他是坐公共汽车。去公司的，咱们添句的吧呀。他是坐公共汽车去公司的，给狗就是的。hình như buổi trước mình học bài đúng không? đó, ok, đúng không? Nào, hẹn các bạn đọc giúp cô nhé. Loan với Bảo Hân nào.你家离公司远吗？很远，坐公共汽车要一个多小时呢。坐公共汽车太慢了，你怎么不开车？你怎么？开车也不快，路上车太多了。OK，现在宝鑫问，海印回答。你家离公司远吗？很远，坐公共汽车要一个多小时呢。坐公共汽车太慢了，太慢了，慢你了。慢了，你什么不开车？开车也不快，路上车太多了。路上车太多了，人慢了就多呀。Rồi, ok. Mình bây giờ ai kể lại cho cô câu chuyện này? Của gia lý công sư. Tôi xa lý công ty hẳn rạn, cho công công chi xưa yào ý cơ đua sảo sử dụng. Yên vệ lưu sang chưa thái đua lợ, sổ ý ủa cho công công chi xưa. Ủa sổ ý ủa cho công công chi xưa truy công sư tập. Rồi, ok, bạn nào kể lại cho cô câu chuyện này nữa nào? Hải Anh nào?我家离公司很远，坐公共汽车要一个多小时，因为路上车太多了，所以我坐公共汽车去公司。去，所以我坐公共汽车去公司。对，非常好。OK，宝汉呢？哦，我家离公司坐公共汽车要一个多少时？因为路上车太多。
所以我，所以坐公共汽车到公司。所以我坐公共汽车，到啊，公共汽车，零公的啊，公共汽车。公到公汽司，车到公司，明哥我得来得上班呀，所以我坐公共汽车去上班。上班thì có bộ cân đúng không? Xong rồi có hai bộ vương ở hai bên nhé.上班là đi làm, thì cũng là tạo công sư. Tại vì chữ này mình có去上班. Nhưng mà chỗ này câu câu một này Hân nói vẫn chưa rõ, Hân nói lại cho cô câu một nào.家离公司，gì？我家离公司远，我家离公司很远，我家离公司很远。坐公共汽车要一个半小时，因为路上车很多，所以我坐公共汽车到公司。OK，那chúng mình học xong bài课文第四课文。Ai đọc cho cô bài này nào? Hãy anh nhé. Hãy anh đọc nào.哎，为什么今天晚上要就是俩和要和 B 一起吃饭？接下来 B 的生日，的生日是什么时候？他们去哪晚吃饭？饭馆远吗？饭饭馆馆来远西，吗饭馆来西，？Restaurant，饭馆来西。nhà hàng。Nhà hàng đúng không? Chữ hứa này các bạn viết vào giúp cô nhé. Có đét phẩy này rồi ngang này. Sổ phẩy chấm này. Xong có bộ khẩu. Đây là chữ hứa. Đây là từ liên từ, người ta gọi là liên từ để nối A khởi B nhá. Nghĩa là và. Rồi, ok, chúng mình nghe nhá. 今天晚上我们一起吃饭吧，给你过生日。今天离我的生日还有一个多星期呢。下个星期我要去北京，今天过吧。好吧，离这儿不远有一个中国饭馆，走几分钟就到了。今天晚上我们一起吃饭吧，给你过生日。今天离我的生日还有一个多星期呢。下个星期我要去北京，今天过吧。好吧，离这儿不远有一个中国饭馆，走几分钟就到了。Now. câu một nào, bạn nào giúp cô trả lời A,为什么今天晚上要和 B 一起吃饭？静暖同学，A，为什么今天晚上要和 B 一起吃饭？A 要和 B，过生日。A 要和 B 过 B 的生日。OK，宝鑫。B 的生日是什么时候呢？必须，给
人你我生的。什么时候应该来的？什么时候？你会。B 呢？龙王 B 的生日是什么时候？晚上我们一起吃饭吧。离今天他的生日还有他的生Không đúng,离đây là hỏi là khi nào cơ mà. Còn đấy là họ đi ăn ở đâu. À, bi tờ sân rư sư sẵn ma sử khẩu. Hãy anh nào.还有一个多星期。Lý sẵn ma sử khẩu nào.离今天，那怎么离说？什么时候？生日还有一个多星期。离今天我的生日还。离今天我的生日还一个多星期。离今天我的生日还一个多星期。À, hãy giao nha, mình sẽ có还hãy有，giao còn nhá lý离今天他的生日还要一个多星期，上面下个星期，下个星期。一个多星期，对吧？下个星期还是下个星期呢？下星期可以吗？下下个星期，星期，下个星下个期，月，下个。下周，下周，它是下个星期。两个星星期期，要有量词，星期得跟冷的。好。哦，好，宝鑫他们去哪儿吃饭？哦，他们去北，哦，他们去饭吧，哪儿了？z 哪儿了？ở đâu 呀？他们去哪儿哦，吃饭？中国饭馆，được 中nhất bạn国。nhỉ bạn？饭碗，con trả lời cả câu nào？他去中国饭碗，饭馆，饭碗，馆，碗，饭馆，饭馆。他们去吃一个中国饭馆吃饭，我们去一个中国饭馆吃饭。饭馆远吗？饭馆走几分钟就到了。饭馆。走路几个分钟就到了，对吧？那我们去听一下啊，去啊读一下。痉挛问海英回答吧。今天晚上我们一起吃饭吧。给你过生日，今天离我的生日还有一个多星期呢。下个星期我要去北京，今天过吧。好吧，离这不远，有一个中国饭馆，走几分钟就到了。走几分钟就到了。走几分钟就到了，走走走，走，走，后面的走了走，走，走走几分钟就到了。走几分钟就到了。OK，海英会问，宝鑫问，邓阳回答吧。保安好，当做假乐呢。今天晚上我们一起吃饭吧，给你过生日。今天，thì này con không biết. Thế con không ôn bài à? Con tập trung thì con chưa ôn được. Lý của ta sinh nhật, hãy có ít tuổi. Xin chi na. Ờ, 下个星期我
我要去北京，今天过吧。好吧，你远，不远。这不远，不远有一个中国，一个一个中国，饭馆。中国饭馆，走，走几分钟？有几分钟就就是到了。就到了。好。Con hiểu cấu trúc của lý không? A lý B nhá. A này, ở đây ví dụ như là lý trượ bù yuan là cách đây gì không xa, có một cái nhà hàng Trung Quốc này. Lý của sân rự, cách ngày sinh của tôi vẫn còn một tuần nữa. Trong này là có lý này, của tờ sân rự đúng không? Lý cung trượ là lý một cái gì đó, có thể là địa điểm hoặc là thời gian nhá. Cái lý của tờ sử chen thì nó là thời về của lý của tờ sân rư là về thời gian đúng không, là sử chen. Còn lý trưa là ti tiện, là địa điểm đúng không? Đấy, đều dùng được nhá. Nào, mình trần thuật lại bài này. Bạn Loan chạy ra ngoài rồi. Bảo Hân với Hải Anh đọc bài này mà không có cô lược bất mất một chút nội dung, các bạn đọc được không? Hải Anh hỏi trước đi nào. Jin tian wǎn shang wǒ men yi qǐ qù fān bǎ. Gěi nì guō sēng rì. 今天离我的生日还有一个多星期呢。Chào cửa xin chi Hải Anh nào. Xa cơ sinh chi của giao truy Bảy Trinh Chinh thiên Chinh thiên qua bà Họ ba lý chưa bao giờ Bù yuan dấu dấu gì Dấu gì dấu cơ gì cơ Trung Quốc quản phan quản dấu chỉ phân trung chưa tao Ok, Trinh Đoàn hứa tân nhà ông bà. Vừa nãy là Đăng Dương hỏi anh trả lời nhá, đổi vai nhá. Xin chào. Ok. Chào trước Hôm đi. nay buổi sáng, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Cái này qua sinh nhật. Lý của tớ sinh nhật hay yêu cơ tua sinh chi nữa. Xa cái sinh chi, tôi đi Vậy Bắc chim. Kinh. Hôm nay qua ba. 好吧，离这不远有一个中国饭馆，走几分钟就到了。Rồi, lớp mình đọc rất là tốt. Có cần đọc sách không hay tự đọc đấy? Tự đọc. Tự đọc siêu thế. Văn đọc sách một ký. À thế Văn à. có từ câu cua cần đọc. Con chỉ biết từ đấy. Của ở chỗ này là của. Ok, chúng mình xem lại các bộ nhá. Đây là bộ gì? Bộ này gọi là, cô gọi là bộ xích. Bộ xích thì nó sẽ liên quan đến gì? Xính dầu nhá, đi việc về đối với cái việc đi lại nhá. Các bạn có thể có một cái biểu cửa sổ để chép riêng vào. Người ta gọi là双人旁, là bộ nhân kép, là Trung Quốc người ta gọi như thế. Nhưng mà trong 214 bộ của Việt Nam thì người ta gọi là bộ xích.
Xích là chân trái, còn xúc là chân phải trong chữ xíng này nhá. Chữ xíng này thì bên này Tính xíng là đúng không? xúc này, đúng không? Còn chỗ này này, cái này là cô xin lỗi, cái này là xích này, còn cái này là xúc. Một cái là chân trái, một cái là chân phải, để xếp thành một hàng. Chỗ này chữ hàng mà, hàng nhưng mà có là phái kháng là xếp hàng, còn xíng là xíng dầu là đi lại, có hai nghĩa. Ở trong chữ hoàng này cũng có bộ gì, bộ xích này. Rồi tiếp theo nói là bộ phộc, bộ phộc trong tiếng Trung Quốc thì người ta gọi là phản uốn pháng. À, bộ văn đúng không? Bộ văn là như này, đúng không? Bộ văn là như này thì chữ này là ngược với bộ văn đúng không? Phẩy này là bên phải, còn bên này là bên trái nên gọi là phản uốn pháng. Nhưng Việt Nam thì gọi là bộ phộc, nghĩa là nó giống như cái bộ này này, cái tay cầm một cành cây để đánh nhá. Đây là chữ phồn thể ngày xưa, bây giờ chuyển thành giản thể là như này, là tạ tua hủy pian tả treo tả hiểu quan sĩ, thì nghĩa là bộ phục này, phục này nó sát nghĩa hơn đúng không? Tại vì gì liên quan đến việc gì, pian tả là cầm roi để đánh này, có đúng là cái tay cầm đúng không, tay cầm một cái gì để đánh khẽ, hoặc là treo tả là gì, gõ cửa, treo tả nhá. Đấy, whipping or beating. Các bạn ghi vào, ví dụ như chữ phàng. Phàng là gì? Let go hoặc là set free đúng không? Phàng dậu. Bà chưa siêu lớn phàng dậu bà. Thả những người này ra đi. Hoặc sâu. Sâu là gì? Là thu hoạch. Ví dụ như sâu khua. Sâu khua là thu hoạch này. Sâu ru là thu nhập này. Là thu với cái gì đó về mình nhá. Gọi là sâu. Thì cũng dùng đến bộ phộc này. Trong chữ treo này này vẫn còn dự bỏ bộ phộc này đúng không? Rồi đấy là mình thử ghép những cái bộ ở đây thành các chữ nào. Nào bộ dẫn trước, bộ dẫn trước có chữ gì nhỉ, các bạn đọc cho cô nào. Ừ, Dẫn ghép về bộ gì để thành chữ bây giờ nào? bộ gì sướng thành cua, cái chữ gì kia em Đây cũng là bộ bộ gì thốn, đây là bộ thốn đúng nhá. à, bốn này. Thốn. Rồi. Của. Thốn. Của có chữ của sinh日. À, Dương chép nhanh nhá. Của sinh日 là sinh nhật đấy. Hoặc là của niên là Tết nhá. Còn của gì nè, các bạn còn nhớ không trong bài ngày hôm nay? Của sinh nhật, của niên gì, của gì nữa, của hôm trước cô dạy là của rư tự đúng không, qua ngày đấy, sống qua ngày đấy Rồi. đó, của rư tự. Nào còn bộ miên này về chữ gì, để bộ gì để ghép thành chữ nào? Nào, tiếp tục nào, bộ miên và bộ gì đây? Được nhỉ. Bộ tử thành chữ xuế. À, Không không phải. đúng, không đúng. Rồi thì thôi chưa nghĩ ra thì chữ này đi. Chữ tiếp theo nào. Thế còn chữ này, chữ Tâm với này. cả, bộ tâm với cả chữ đó thành man. Đúng rồi. Man, man là gì? Man là Chậm gì lắm. các bạn? Ừ, man là chậm. Man là tính từ đúng không? Từ tính của nó là hình dung từ nhá. Man là chậm. Rồi. Man. À, chữ qua cũng được rồi này. Bộ mộc thì về chữ gì nào? Cũng một cái gì Thế bộ miên thì về chữ gì được nào? Bây giờ chỉ còn mấy miên chữ này thôi, mình chọn đi. Không có miên chữ đi này về thì phải. không, tức là nghĩa là gì chị nhỉ?
Đây á. Không ạ, miên đi với mộc nghĩa là gì? Miên đi với mộc. Phải ra chữ Sùng. gì? Có là chữ sùng, là chữ tống nhá. Thời tống đấy, nó là chữ sùng. Đấy, thế là cũng có chữ mà. Còn chữ này là chữ gì đây? Trong chữ gì? Chữ gì đây? Giáo sư. Ok, chào sự. Chữ này là chữ thất. Nhá, thất. Sự. Chào sự là gì? Trong phòng học đúng không? Rồi, thất. Chào sự. Rồi, tiếp theo nào. Còn gì nữa không? Còn bộ mộc với cả có chữ chỉ này thì đi với bộ gì đây? Chỉ để biết từ còn lại. Còn chữ gì nữa? Hai mẹ, hai. Đây chữ chi này. Chi này mình học chưa? Đi, chỉ sầu chi. À, trong chữ sổ chi đúng không? Sổ chi là điện thoại. Đó, đấy nhá. À, Chị. mình đi tiếp nào. À, chúng mình làm bài tập nào. Ở trong sách mình làm vào trong sách nhá. Láng tiền tua lờ tha khái. Sai gì? Ăn khá chai. Xui chào. Xoay treo là Ăn khá chai xui chào. sợi treo. Đấy, sợi treo nè, đúng không? Mình có chữ nơ nhá. Xa khờ là thủ chuyển bên khái dài. Khái dài sao mà? Chắc có mà hải sai tới xì Ở Hải Anh nào? Xa khờ là thủ chuyển bên khái dài. ở tay chia sẻ Khái dài gì? tới xì Tại xuế xeo, xuế xí. Hải tại treo sư gì? chào sư Ta hải tại treo sư chua sở ma? ta hải sai sao sư xuế xì. À, vậy. Nào,我们写下来. Để mà cao điểm hơn thì mình có thể认真在教室认真学习nhá. Hôm nay cô dạy các bạn chữ认真là chăm chỉ nhá. Ở trong này có ba nhá. Rần chân. Mình học chữ trân tợ rồi đúng không? Đó chính là cái chữ này nhá. Hôm nay chúng mình lại gặp lại chữ này. Rần chân. Rần chân nhá. Mẹ Rần chân là chăm chỉ nhá. Chăm chỉ, cẩn thận đấy. Rần chân ở đây là rất là có ý thức nhá. Học chăm chỉ và có ý thức. Rần chân. Xuế xí nè. Xa khờ là thủ chuyển bên khái tại giao sử. Rần chân xuế xí nè. Nào, Lý khái dầu ý cửa tua xin xi. À, Bảo Hân nào. Lý hải dầu ý cơ tua xin xin của cha. Không, đây là hai câu khác nhau nhá. Lý hải lý sân ru. Lý gì? À, bên này lý sân sân mỏng. Đây là ý cửa sinh chi là chỉ về thời gian mà. Chữ Nhìn này là happy birthday, nó là gì? Lý gì? Ừ. Thì sao? Hải dầu ý cơ tua xin xin
离我的生日正好是，或者他的生日，我妈妈的生日呀，离我妈妈的生日，你我送够吧，这样放符合呢。离妈妈的生日，离妈妈的生日还有一个多星期，我家学校不太远，当真呢？我家，哎，不太远了，也不。不太远了，后山南，二里边，离得很近呢，好了，很远呢，你看二里边很近，好了，很远。我家来离呀，我离 A、B 的学校走，我家离学校不太远呀，怎样？A 离 B 很近，好吧？一 A 离 B 多长时间？多长时间呀？比如说，我离我的生日龙啊，今天离我的生日还要多个星期了，还要多星期呢。你看，还有一个多星期呢。你看，星期一天没搞课呀，你嘛周末没空跟课，干嘛你又该用？那，你说就明汉谁语呀？的基谁本爱句调。怎么出？就明爱句调呀，句调，句调了是，句调了该是我黑呀。của câu nhé, ví dụ tha sinh trang thì có thể là nhấn mạnh hoặc là gì, hoặc là cao giọng hoặc là thấp giọng đấy, người ta gọi là cao giọng hoặc là thấp giọng để thể hiện là câu hỏi hay câu trả lời nhé, mình nghe. Basic intonations of Chinese sentences. 一，他姓张。那mình đọc theo nào, tha sinh trang,他姓张，他tha姓，sinh trang.他姓Có张。Trang nhấn mạnh lên đúng không? Nó nhấn mạnh lên. Tha xỉn Trang. Xin trang. Ta xin trang. Chữ Ta xỉn xin này thì trang. không nhấn mà mình nhấn mạnh chữ Trang nhé. Tha xỉn Trang. Ta Xỉn xin Trang. trang. Ta xin trang. Chỗ này bình Ta thường. Tha Ta xỉn Trang. xin trang. Tha xỉn Trang. Tha xin trang. Rồi. Tiếp nhé. 三，他不喜欢喝啤酒。他不喜欢喝啤他酒。不喜欢喝啤酒。他不喜欢喝啤酒。他不喜欢喝啤酒。人们就啤酒呀。不喜欢他喝不喜啤欢喝酒。啤啤酒。酒。四，他不喜欢喝啤酒。他不喜欢喝啤酒。对呢，因为他不喜欢喝啤酒。他不喜不喜欢欢喝喝啤啤酒。酒。来thôi. Mình nhớ nhấn mạnh ở câu cuối nhá. Ta mình thiên今来天不来，ta ta mình thiên bù lại sang cơ. 明天不来上课。上他明课。天不来上课。他明天不来上课，他明天不来上课。câu này trả lời nhé, ta mình thêm bù lại sang cửa他明天不来上课。đúng không?这件红色的衣服，6600块钱。
这这件价红色的衣服600块钱，600块钱，明年卖呀。600元，红色的衣服600块钱。Mình có thêm cái ý gọi là kinh ngạc đúng không? Hoặc là nhấn mạnh là nó đắt quá, ý là đắt quá đúng không? Còn chỗ này thì nói là衣服六这件红色的衣服600块钱，六百块钱。的衣服600块钱，ý là đây là lý所当nhiên rán đúng không? Kiểu đương nhiên là thế rồi. Và cũng không có gì là đắt cả. Bây giờ cô chia làm hai nhóm, các bạn đọc và trả lời giúp cô nhé. À, mình ở đây là một câu hỏi đúng không? Cùng một câu đấy, nhưng mà câu này câu hỏi và một câu này câu trả lời. Cái ủy teo pu thúng, ngữ điệu không đúng, không giống nhau nhé. À, bây giờ cô mời Khánh Loan với cả Hải Anh đọc trước. Các bạn tự đọc luyện với nhau nhá. Cô đi lấy cái áo. Ta Ta xin xin khác. chàng. Ta bú xì khoan cơ bí chảo. Ta bú xì khoan cơ bí chảo. Ta bú xì khoan khơ bí chảo. Ta mình thêm bú lại sang khơ. Ta mình thêm bù lại sang khơ. 这件红色的衣服600块钱。这件的衣服600块钱。Không chưa? Bảo Hân với Đăng Dương đọc nào. Bảo Hân với Đăng Dương. Tha xin chẳng. Tha xỉn trang. Nhấn mạnh tha xỉn trang. Tha xin chẳng. À, Tha xin ta chẳng. xin chẳng. Ta bú xỉ khoan khơ bí chậu. Ta bú Ta xỉ bú khoan xỉ khơ khoan bí khơ chậu. bí. Ta bú xỉ khoan khơ bí chậu. Ta À, bú xỉ bú xỉ khoan khoan khơ bí khơ chậu. bí chậu. Tiếp nào. Ồ, ta mình thiên. Bù lại sang khơ. Mình thiên bu lại sang khơ. Tha À, mình thiên bu lại sang khơ. ta mình thiên bu lại sang khơ. Đúng rồi. Nào tiếp nào. Hồng sơ đồ y phụ. Hồng sơ đây là màu đỏ, là hồng sơ nhá. Hồng sơ tờ y phục Trời leo chưa hồng sơ chứ đúng không? Trời chưa. chưa chân khủng xưa tợ y phục leo leo Phải. leo bài quán Khoai. leo bài khoai chén chưa chân khủng xưa tợ y phục leo bài khoai chén chưa chân khủng xưa đã y phục 600块钱 Phải sao hả? chân khủng xưa tợ y phục 600块钱 Mình ở đây cô không có ghi âm, nhưng mà mình cũng Mình thiên ủa mang yếu khảo sư. Nhi chứ đào mình thiên yếu khảo sư. Nhi chứ đào mình thiên yếu khảo sư. Ủa 7:30 chưa lại cho sư là. Nhi mình Nhi mấy thiên tâu chuy xuyến xeo sang khờ. Ý hơi ngạc nhiên đúng không? Đây là phần ở trong phần nhủy in trong sách nhá. Ok, bây giờ chúng mình sẽ làm bài Lẻng rắn y chủ xua xua nỉ Chinh chào truy tờ y xia tì phang Nỉ sư tẩm ma truy Trời xia tì phang tờ Bì rú xua Chi chẳng lý ủa cha phê chẳng yuẩn ủa Chùa chu chu chưa truy chi chẳng nhá. Mình sẽ nói là nhà mình hay là trường mình cách cái địa điểm đấy như thế nào này, và mình đi phương tiện nào đến đấy nhá. Một bạn sẽ hỏi là ví dụ hỏi xuế xẹo nỉ cha xuế nỉ cha lý xuế xeo yuẩn ma nhá, thì bạn kia sẽ trả lời là ví dụ như là gì, ủa cha lý xuế xeo bù thay yuẩn,
Ủa,走路10分钟就到了。Đấy, xong rồi bạn phải hỏi, rồi mình hỏi tiếp các địa điểm này nhá. Mình có hai nhóm, nên là nhóm đầu sẽ làm 4 câu đầu tiên và nhóm sau sẽ làm 2 câu cuối này, được không? Cô mời Khánh Loan với cả Đăng Dương nào. Làm nhóm đầu. Lý chào lý sẽ sao yuan má Bảo Hân trả lời. cái gì mình mình à À, Đăng đi Dương quên mất, xin lỗi. trả lý sẽ sao phụ yuan của chỗ tự hành xe chứ xe xe Ủa, chí tự hành chưa? Chí tự à hành chưa? chưa Ừ. xe xe chưa Có biết một quy luật để viết chữ Hán đẹp rồi. Đấy là các đường song song. Song song này, song song như này thì chữ sẽ đẹp. Ok. Tiếp nào, các bạn hỏi về Phan Quản nào. Phan quản lý lý của cha Yến mà à Mình có thêm cái Phan Phan Quản nào đó nhá. Một cái Phan Quản nào đó miêu tả nó chi tiết hơn được không? Trung Quốc Phan quản như vậy là Phan quản Rơi bản Phan quản lý của cha nghỉ cha Yến mà Yuan Ma. Ủa cha lý bẩn tờ phan quản bù thay yuan dấu chỉ phân chung chiêu tao là nì nì cha lý sang tiên yuan mà Trang tiên lý của cha phê chẳng yuan 我坐公共汽车去商店。去商店，对吧？哪个医院离我家远吗？你家呀？啊，你家远吗？哪个医院？哪个医院离我家远吗？hỏi là nghĩa là gì nhỉ? Nào cơ y院 Là cái y院 lý nhỉ cha chin thì được hơn chứ nhỉ? Có cái bệnh viện nào gần nhà bạn không chứ? Còn bệnh viện nào mà chả xa nhà mình đầy bệnh viện. Là cái y院 lý nhỉ cha最近là gần nhất thì còn được. Let's say why. Hoài Đức à? Hoài Đức Y院Hoài Hoài Tứa Đức Y院 Hoài chị Tứ Y院 最近 Y院 离我家啊，Hoài Tứa Y院是离我家最近的医院。Hoài Tứ Y院是最近是离我家最近。是离我家最近，À, lớp mình đọc cho cô câu này được không? Khoái tứa nhá,院khoái tứa y hoài院是离我家最近最的医院近的医院，các bạn nhắc lại được không? Đăng Dương nhắc lại được không? hoài医院是离我家最近的医院。怀德医院是离我家最近的医院。嗯，对对，海安呢？怀德医院是离我家最近是离我是离家我家最近的，最近
的医院。最近的医院，哦，对，宝汉呢？怀德医院，是离我家最近的医院。是离我家一头最近的医院。最近的医院。Rồi, ok, sắp hết giờ rồi nên Bảo Hân với Hải Anh đọc tiếp nào. Chưa có đi làm thì thôi bạn nói chi trả hoặc phê hoặc là gì.你叫空叔远吗？我家离公司不太远，开车10分钟。Nếu mà công ty các con chưa đi làm thì các con nên giới hạn nó, ví dụ như là nỉ cha lý mama từ công sư, hoặc là pa bà từ công sư, hoặc là nỉ nỉ gì nỉ ý ma là gì của con ấy.你叫离妈妈空叔，离妈妈的空叔远吗？Đúng rồi. 我家离妈妈的公司不太远，开车10分钟。就到了。开10分钟就到了。到机场。接着还接着机场呢。天气很。机场là sân bay. Mình có sân bay Nội Bài đúng không? Nội Bài là Nei Phái chi trả. Này bài chị cảm của Này chị bài chi Nội trả. Bài. Sân bay Nội Bài là Nei Phái chi trả. Nào các bạn hỏi gì? Lý cha lý thì Nei Phái chi trả. Yuan bu yuan.你家离机场，机场，你家离那排机场远吗？我家离那白机场，很远。公共汽车要1个多小时。Ok, lại cô nhầm. Đáng lẽ chia làm ba như này thì mới đúng đúng không? Xong ở dưới là phương tiện mà ở trên là địa điểm, ở dưới là phương tiện. Ok. Bài ngày hôm nay như thế là chúng mình học cũng hết rồi đấy. Về nhà mình sẽ làm thêm bài tập nhé. Mình sẽ làm thêm một cái ỷ khâu từ cu sử. Nhưng mà mình sẽ viết văn đi nhé. À, 你的生日是明天吗？不是，离我的生日还有一个多星期呢。下周我要去北京，七天帮你过吧。好吧，前面有一家餐厅，走几分钟就到了。好的，哎，两组讨论一下，可能会发生的事。以后的故事，都là hai bạn sẽ đi ăn nhà hàng và sẽ kể tiếp câu chuyện này diễn ra như thế nào nhé. Nhá, mình sẽ viết lại câu chuyện. Bài buổi trước thì Đăng Dương chưa làm bài tập này. Viết lại câu chuyện nhá. Viết tiếp câu chuyện. Câu chuyện này câu chuyện tưởng tượng. Bạn đi ăn với cả bạn của bạn nhá. Bạn đi ăn đi ăn với cả gia đình hoặc là bạn bè nhá.
Mình có thể là đi ăn sinh nhật hoặc là đi ăn cái nhân dịp gì đó mình tự phát triển nội dung. Cô không yêu cầu bắt buộc cho nên cho bạn các bạn dễ viết nhé. Này, câu chuyện đấy ở nhà hàng thì như thế nào nhé? Là bài tập về nhà. Các bạn hoàn thành sách workbook ở trong lesson 6 nhé. Để cô kiểm tra lại. Rồi, không sao học. Rồi. Đây là lesson 7 đúng không? Mình đang học lesson 7. Cho nên là buổi sau chúng mình sẽ học lesson 8. Chúng mình sẽ cần hoàn thành lesson 7 ở trong sách workbook được không ạ? Và viết thêm bài văn này. Ok. Ok, thủ sĩ mang trái chèn. Lão sư sai chưa? Bye Lão sư bye. sai chưa? Bye Vậy thì bye. cô gửi về file video tiết thứ ba với cả hôm nay được không ạ? Buổi thứ ba hình như có gửi rồi mà, ở trên nhóm có rồi. Đang check mỗi chủ nhật rồi. À thế hả? Tức là còn thiếu buổi trước nữa đó hả? Vẫn không biết nữa thì thế. Ok, cô sẽ gửi cho con sau nha. Cô chào con. Vâng, nghe chào cô ạ. Ok, bye bye.